Các vị đến chùa đầu năm, tôi nghĩ một số người né, không dám nói. Tôi nãy tôi hỏi ba người các vị nguyện gì, đa phần những cái nguyện riêng các vị giấu, không dám nói ra. Nói cái chung thôi, có phải không? Còn nhiều cái riêng mà không dám nói ra. Nhiều thứ lắm, có phải vậy không? Thú thật đi, nhà nước khoan hồng. Không lẽ trước đông người mơ được người yêu lý tưởng chứ à. Nói kỳ có phải không? Chứ thật ra các vị đến chùa, các vị nguyện gia đình bình an, công ăn việc làm được tốt, con ngoan trò giỏi. Thậm chí một số người chưa có gia đình thì cầu nguyện cho mình được một cái người yêu lý tưởng, hay là có người chồng người vợ tương lai, được như mơ tất cả mọi thứ. Điều đó đúng hay sai? Hả? Đúng hả? Hình như nghe lổm bổm đâu đó rồi. Ngày xưa khi tôi nói cái này ra, đa phần các vị nói sai. Xin thưa các vị, đây là điều chúng ta phải xác nhận rất rõ. Đó là một chuyện rất là bình thường. Đầu năm các vị về chùa, các vị cầu nguyện cho gia đình bình an, con ngoan trò giỏi, gia đình hạnh phúc, cuộc sống mọi thứ. Đó là một nhu cầu chính đáng của chúng ta. Tôi phải nói là đó là nhu cầu chính đáng. Cho nên tôi nói, đến chùa mà những người cư sĩ Phật tử như thế này không mong cầu bình an, hạnh phúc, cuộc sống êm đềm, tiền tài, danh phận, mọi thứ đó, thì nó có hai vấn đề xảy ra. Một là các vị chuẩn bị thành thánh. À, thành thánh chưa? Hai là các vị điên à. Tức là cái đầu óc có vấn đề. Các vị đầu óc có vấn đề chưa? Chưa. Thánh cũng chưa, mà đầu vấn đề cũng chưa. Vậy thì các vị là gì? Người bình thường, phải không? Người bình thường. Đó là sự thật. Cho nên có một cái nhà báo, khi mà họ trao đổi tôi, họ nói thưa thầy, những người cư sĩ Phật tử họ về chùa họ cầu nguyện những điều mà tôi nói đó, thì cái này là đúng hay sai? Tôi nói đó là chuyện bình thường. Chỉ có bậc thánh mới không mong cầu cái này. Còn cái khát vọng của mỗi con người, đó là chuyện bình thường. Nhu cầu tín ngưỡng của mọi người trong quần chúng, đó là chuyện bình thường. Còn được hay không là một vấn đề khác. Cầu nguyện ước mơ là việc của chúng ta. Còn được hay không là tùy nhân duyên và phước báo. Nhưng cơ bản chúng ta nguyện không sai. Ví dụ hồi nãy một số vị nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Sai không? Cũng không sai. Đạt được những điều đó thì đạt cái lý tưởng lớn, cũng rất là được tôn trọng. Nhưng mà thực tế nhất, nếu chúng sinh hòa bình, thiên hạ an lạc, mà mình bất hạnh, mình khổ đau, mình thất bại, chịu nổi không? Cũng đâu chịu nổi đâu à, có phải không? Cho nên một điều rất là thật, những nhu cầu thực tế trong cuộc đời chúng ta, cơ bản nhất, những người như thế này, chúng ta chưa có khả năng để xem mọi thứ đều vô thường. Vì vậy tiền nhiều tiền ít cái gì đó tôi không quan trọng, nhưng mà những nhu cầu chính đáng của con người, tiền tài danh lợi địa vị gì đó, là cơ bản những cái nhu cầu mục đích của chúng ta. Tôi cho cái nhu cầu đó nó giống như vậy nè. Thường thường dân gian Việt Nam chúng ta có một câu là sống để ăn, ăn để sống, hả? Bây giờ có hai câu: sống để ăn và ăn để sống. Trước hết tôi hỏi ở đây, ai là sống để ăn rồi đưa tay lên rồi? Hả? Không có một cánh tay nào hết. Rồi, vậy ở trong đây ai ăn để sống đưa tay lên coi. Rồi, cảm ơn những cánh tay này. Thì thôi tôi cho là như vậy đi. Tôi chỉ muốn nói một điều, dù sống để ăn hay là dù ăn để sống, thì tất cả đều phải, thì tất cả đều phải ăn, phải không? Các vị hiểu câu này không? Bây giờ một người sống để ăn hay một người ăn để sống, thì có phải đều phải ăn không? Tôi không biết ông ăn để làm cái gì, ông ăn để sống hay không để ăn, nhưng mà ông phải ăn, có phải không? Bây giờ thầy tu ăn để sống mà sống để ăn, ăn để sống cũng được, nhưng mà cũng phải ăn. Vì ăn là một nhu cầu để
Một nhu cầu để sống, một nhu cầu để sinh tồn, để tồn tại. Vậy thì các vị có lé lên được điều gì chưa? Dù ăn để sống, sống để ăn, đều phải ăn. Như vậy, có tiền, nhiều tiền ít là chuyện của chúng ta, nhưng cơ bản phải có. Cơ bản phải có tiền. Đó. Có vị không? Từ Việt Nam bay sang máy bay nó có cho tôi đi phi không? Không. Nó không bắt tôi mua vé chứ, dầu vé hẹt rẻ cũng phải mua chứ. Thậm chí ký lô mà quá ký nó còn bắt trả tiền nữa. Nó có cho đâu, phải không? Như vậy, dù tiền nhiều tiền ít cũng phải có. Có tiền. Câu này các vị có trả lời được cái gì chưa? Một phần tiền nhiều để làm gì? Tôi không biết làm gì, chưa biết. Cơ bản phải có tiền trong cuộc đời này cái đã. Cho nên các vị phải hiểu rất rõ, người Phật tử chúng ta có nguyện vọng làm có tiền, và thậm chí chúng ta có nguyện vọng làm thật nhiều tiền, có sai không? Không sai. Các vị Phật tử có quyền làm giàu không? Có quyền cố gắng để trở thành người nổi tiếng không? Sai không? Không. Sự thật là như vậy các vị.